Đầu tiên, mình xin cảm ơn các nhà khảo cổ OinShark Team đã đồng hành cùng chúng mình trong quá trình thực hiện video này. Nếu các bạn muốn được nêu danh ở đầu video, hãy ấn vào nút Join hoặc tham gia bên dưới để hưởng những đặc quyền chỉ dành riêng cho membership nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với OinShark Sa. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua các loài khủng long còn lại thống trị ở các châu lục nhé. Lần nữa xin lưu ý, ở đây chúng mình muốn nói là các loài thống trị và có độ nổi tiếng nhất định ở đó, chứ không phải tất cả các loài khủng long từng sống ở đó, nên các bạn đừng hiểu nhầm. Và các thông tin nghiên cứu hiện tại cũng chưa phải là sự chính xác tuyệt đối. Các bạn nào chưa xem phần 1 thì cũng có thể tìm xem lại trên kênh hoặc click vào link ở phần mô tả video này nhé. Còn bây giờ thì các bạn hãy ấn like và subscribe đi, rồi chúng ta bắt đầu thôi nào. Các loài khủng long thống trị Bắc Mỹ. Số 1. Vua kỷ Jura Allosaurus. Allosaurus là một trong những loài khủng long ăn thịt lớn và phổ biến nhất, từng sống vào cuối kỷ Jura cách đây 148-155 triệu năm. Chúng có địa bàn phân bố rộng lớn, từ hệ tầng Morrison ở miền Tây Hoa Kỳ ngày nay đến hệ tầng Laurinia ở bán đảo Iberia. Hóa thạch của Allosaurus được phát hiện lần đầu vào năm 1869, bởi Ferdinand Hayden và sau đó được Osnell Mark đặt tên vào năm 1877. Tên chi Allosaurus có nghĩa là thằng lằn khác lạ, dù các đốt sống hóa thạch được tìm thấy rất khác biệt so với các loài khủng long được biết đến thời bấy giờ. Cho đến nay đã có ít nhất 3 loài Allosaurus được định danh, bao gồm Allosaurus brachialis, Allosaurus gymatesi, Allosaurus europaeus. Trong đó phổ biến nhất là Allosaurus brachialis với hóa thạch của hơn 60 cá thể được tìm thấy. Đây là một trong 3 loài khủng long ăn thịt lớn nhất vào thời đó, với chiều dài trung bình 8,5m, có thể dài tới 13m và cao khoảng 3m. Allosaurus được trang bị cặp mắt hướng về phía trước, thính giác rất nhạy bén và có hàm răng vô cùng sắc nhọn. Ngoài ra, loài này còn có chi trước khá dài với 3 ngón tay trên mỗi bàn tay, cho phép chúng giữ và cào xé con mồi. Đôi chân rất khỏe giúp chúng có thể chạy rất nhanh, đạt đến tốc độ 9,4m/giây, nhanh hơn nhiều loài khủng long sống cùng thời. Điều đáng ngạc nhiên là Allosaurus có bộ hàm rất yếu, chúng không được cấu tạo để nghiền nát xương của con mồi như các loài khủng long theropod khác và có lực cắn yếu hơn cả cá sấu và sư tử ngày nay. Nhưng bù lại, Allosaurus có cái cổ dài và rất linh hoạt, giúp chúng có thể mở rộng hàm đến hơn 90 độ. Các bằng chứng này cho thấy loài khủng long này ăn thịt con mồi bằng cách rỉa thịt giống như các loài chim săn mồi ngày nay. Allosaurus là một loài khủng long ăn thịt đứng đầu chuỗi thức ăn. Các dấu răng của Allosaurus được tìm thấy trên vai lưng của Stegosaurus và cột sống của Apatosaurus. Các loài khủng long sống cùng thời cho thấy đây là các con mồi yêu thích của chúng. Tuy nhiên, cũng có bằng chứng cho thấy Allosaurus ăn thịt đồng loại, đặc biệt trong điều kiện thiếu thốn thức ăn. Vào cuối kỷ Jura, Allosaurus cũng đã tuyệt chủng theo nhiều loài khủng long khác khi trái đất bước vào kỷ Preta. Số 2. Khủng long bạo chúa T-Rex. Loài này thì quá nổi tiếng rồi nên tôi nói sơ qua thôi nhé. Tyrannosaurus có nghĩa là thằng lằn bạo chúa, được lấy từ tiếng Hy Lạp. Tyrannos có nghĩa là bạo chúa và Saurus có nghĩa là thằng lằn, hay còn được gọi là khủng long bạo chúa trong văn hóa đại chúng. Là một chi khủng long chân thú sống vào cuối kỷ phân trắng. Chi này chỉ gồm một loài duy nhất là Tyrannosaurus rex, thường được gọi tắt là T-Rex. Chúng sinh sống ở nơi ngày nay là phía tây của Bắc Mỹ, khi đó tên là Laramidia. Hóa thạch của Tyrannosaurus được tìm thấy trong các thành hệ địa chất có niên đại từ tầng Matrix khoảng 67-65,5 triệu năm về trước và là một trong những loài khủng long cuối cùng tồn tại trước sự kiện tuyệt chủng phân trắng cổ cận. T-Rex vẫn là bạo long chuẩn lớn nhất và là một trong số những loài động vật ăn thịt lớn nhất mọi thời đại. Mẫu vật hoàn chỉnh dài 12,3m, cao 4m tới hông và nặng 6,8 tấn. T-Rex là một loài sinh vật ăn thịt hàng đầu, săn khủng long mỏ vịt, khủng long mặt sừng, giáp lông và có thể là cả khủng long chân thằn lằn. Mặc dù vài nhà khoa học xem loài này là loài ăn xác thối, nó là một trong những loài động vật trên cạn có lực cắn lớn nhất vì là loài khủng long ăn thịt cỡ rất lớn được phát hiện từ sớm. T-Rex là một trong những loài khủng long nổi tiếng nhất từ thế kỷ 20 và đã được giới thiệu trong nhiều bộ phim, quảng cáo và cả tem bưu chính, cũng như nhiều loại phương tiện truyền thông khác. Số 3. Đế chế săn mồi Utahraptor. Utahraptor là một thành viên của Dromaeosauridae, một họ khủng long theropod thường được biết đến với cái tên Raptor, nghĩa là chim ăn thịt. Với nhiều thành viên nổi tiếng như Velociraptor, Deinonychus, loại duy nhất trong chi là Utahraptor Ostromaceae.
sống vào giai đoạn kỷ Preta từ 126 cho đến 2,5 triệu năm trước. Utahraptor là chi có kích thước lớn thứ nhì trong họ chỉ sau Archaeoraptor cambysii với chiều dài ước tính có thể lên tới 7 mét và nặng khoảng 500 kg. Utahraptor sở hữu các đặc điểm của kẻ săn mồi hoàn hảo, hai mắt giống các loài chim săn mồi hiện đại giúp chúng có khả năng quan sát rất xa. Khứu giác cực nhạy của chúng có thể đánh hơi được con mồi từ khoảng cách ít nhất là một dặm và tính giác có thể nghe được cả các sóng hạ âm. Bộ hàm đầy răng sắc nhọn có thể gây ra những vết thương chí mạng và cắn xé thịt con mồi một cách dễ dàng. Utahraptor có sức mạnh vượt trội và có khả năng kết liễu con mồi nhanh chóng. Đáng sợ nhất là móng vuốt của ngón chân thứ hai thường được dùng để đâm vào những chỗ chí mạng của con mồi như mạch máu lớn hay cột sống. Vào thời đại của chúng, Utahraptor gần như đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn. Trong khu vực sinh sống của chúng, chỉ có Acrocanthosaurus là có kích thước lớn hơn. Vào năm 2018, Utahraptor được đề xuất làm khủng long biểu trưng của tiểu bang Utah và được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn. Số 4. Xét thủ khủng long Albertosaurus. Albertosaurus là một chi khủng long mang tên địa danh nơi tìm ra hóa thạch đầu tiên là tỉnh Alberta của Canada. Chi khủng long này được chính thức đặt tên cùng thời điểm với người họ hàng nổi tiếng nhất là T-Rex. Vào đúng năm tỉnh Alberta được thành lập 1905, người đã đặt tên cho cả hai kẻ ăn thịt đáng sợ này không ai khác là Henry Fairfield Osborn. Kể từ thời điểm các mẫu vật đầu tiên được phát hiện vào năm 1884, đến đây đã khai quật được hóa thạch của hơn 30 cơ thể Albertosaurus, biến đây trở thành một trong những loài khủng long bạo chúa có số lượng hóa thạch phong phú và được nghiên cứu chi tiết nhất. Albertosaurus có cặp chi dứt nhỏ tương phản với hai chân sâu cực khỏe, mặc dù có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với những loài họ hàng như T-Rex hay Tarbosaurus, nhưng đây vẫn là một kẻ săn mồi khổng lồ với chiều dài trung bình của một con trưởng thành khoảng 8 mét, có thể lên đến 10 mét. Một điểm càng làm mức độ đáng sợ của loài khủng long này tăng lên bội phần là tập tính săn mồi theo bầy. Trong một cuộc đi săn, có lẽ những cá thể nhỏ hơn với tốc độ cao thường sẽ làm nhiệm vụ bao vây và lùa con mồi xấu số chạy về phía những con lớn hơn. Vốn chậm chạp hơn nhưng với sức mạnh vượt trội nên sẽ đóng vai trò kết liễu. Không quá ngạc nhiên khi Albertosaurus không có kẻ thù tự nhiên và loài ăn thịt đầu bảng vào thời đại của chúng. Hiện tại chỉ có một loài Albertosaurus được công nhận là Albertosaurus sarcophagus. Sarcophagus có nghĩa là ăn thịt, đồng thời cũng là quan tài. Số 5. Kẻ bị cướp vai Deinonychus. Deinonychus là một trong những loài raptor nổi tiếng nhất, có quan hệ rất gần với Velociraptor. Cả hai đều là thành viên của phân họ Velociraptoridae, với xu hướng dùng vuốt chân để giết con mồi hơn thay vì bộ hàm như các họ hàng của chúng thuộc phân họ Romeosaurinae. Deinonychus có thể dài đến 3,4 m, chiều cao khi đứng tính đến phần hông là 0,87 m và nặng 73 kg, tương đương một người trưởng thành. Trên xương sọ và xương hàm dưới có các lỗ giúp làm giảm bớt trọng lượng phần đầu. Deinonychus sở hữu bộ hàm rất khỏe với khoảng 70 chiếc răng sắc như dao cạo. Deinonychus thường sống gần các đầm lầy hoặc ven sông, hệ tầng Cloverly và Antlers, nơi tìm thấy các hóa thạch Deinonychus có địa hình bao gồm các khu rừng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, đồng bằng và duyên hải. Deinonychus có thể tung ra những cú đá cực mạnh với những móng vuốt có thể giết chết con mồi ngay tức khắc nếu chúng vào những vị trí hiểm yếu như mạch máu lớn hay cổ họng. Ngoài ra, móng vuốt còn giúp chúng giữ cho con mồi không thể vùng vẫy hay trốn thoát. Sau đó, kẻ ăn thịt sẽ thưởng thức bữa ăn ngay khi nạn nhân vẫn còn ý thức. Bộ vuốt lợi hại này giúp Deinonychus có thể bám vào các bề mặt như thân cây hay vách đá. Cơ thể đầy lông vũ còn giúp hạn chế các ảnh hưởng của trọng lực lên con vật. Do đó, có thể thấy Deinonychus là những tay leo trèo cự phách. Khả năng này giúp chúng có thể phục kích con mồi hiệu quả hơn. Và rất có thể đây là hành động sơ khai nhất trong quá trình phát triển khả năng bay của loài chim sau này. Các loài khủng long thống trị Nam Mỹ. Số 1. Vua khủng long mới Gigantosaurus. Gigantosaurus là một chi khủng long theropod ở vùng đất mà ngày nay là Argentina, vào đầu thời kỷ Cenomanian của giai đoạn hậu kỷ Preta khoảng 97 đến 99,6 triệu năm trước. Gigantosaurus là một thành viên của họ các Charodontosauridae, bao gồm nhiều loài theropod khổng lồ khác như Mabosaurus hay các Charodontosaurus. Hóa thạch của chúng được phát hiện lần đầu ở hệ tầng Candeleros ở Patagonia vào năm 1993. Tên chiên Gigantosaurus có nghĩa là thằng lằn khổng lồ phương Nam, trong khi tên loài Carolini là để vinh danh người tìm ra hóa thạch của loài này là Ruben Carolini. Gigantosaurus được xem là một trong những loài khủng long ăn thịt lớn nhất từng tồn tại trên trái đất. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được chính xác kích thước do chưa tìm được bộ xương hoàn chỉnh.
Theo ước tính, một cá thể có chiều dài từ 12 đến 13 mét, trong đó chỉ riêng hộp sọ đã dài khoảng 1,5 đến 1,8 mét và cân nặng từ 4,2 cho đến 13,8 tấn. Một số nhà khoa học cho rằng Giganotosaurus có kích thước tương đương hoặc lớn hơn T-Rex. Khi so sánh về cân nặng thì T-Rex vượt trội hơn do có khối lượng cơ lớn hơn, nhưng Giganotosaurus nhỉnh hơn về chiều dài. Mặc dù có hộp sọ lớn hơn, nhưng lực cắn của Giganotosaurus yếu hơn một chút so với T-Rex. Phân tích các động vị oxy trong xương của hai loài này cho thấy sự tương đồng. Do đó, Giganotosaurus cũng là sinh vật hàng diệt giống T-Rex. Giganotosaurus là một sinh vật săn mồi đáng sợ với chi trước tương đối dài và khỏe, với ba móng vuốt có khả năng giữ chặt con mồi. Cái đuôi dài giúp chúng giữ thăng bằng và đôi chân lực lưỡng giúp chúng đạt với vận tốc khoảng 50 km/h. Một vũ khí lợi hại khác là hơn 60 chiếc răng cực sắc với chiều dài mỗi răng khoảng 19 cm. Mỗi cạnh có răng cưa giống như ở cá mập trắng, giúp cắt qua thịt con mồi một cách dễ dàng. Hóa thạch của Giganotosaurus được tìm thấy bên cạnh các loài sauropod như Andesaurus, cho thấy trong quá khứ chúng đã săn những gã khổng lồ này làm thức ăn. Nhiều cá thể Giganotosaurus được tìm thấy gần nhau, cho thấy rất có khả năng loài này có tập tính săn mồi theo bay. Số 2. Bảo chúa học Tyrannotitan. Tyrannotitan từng được cho là một loài khủng long bảo chúa, nhưng trên thực tế nó là một loài Carcharodontosaurus cùng với Giganotosaurus. Các nhà cổ sinh vật học tin chắc rằng Tyrannotitan không đại diện cho một Tyrannosaurus vì sự cô lập về mặt địa lý của Nam Mỹ khi này chưa được kết nối với Bắc Mỹ. Có nghĩa là loài Tyrannosaurus này không có cách nào để đến được lục địa khác. Tên loài Tyrannotitan chubutensis có liên quan đến tỉnh Chubut, nơi tìm thấy hóa thạch của nó. Đúng như tên gọi, Tyrannotitan là một loài khủng long khổng lồ. Nó phát triển đến chiều dài khoảng 12 đến 13 mét, cao tới 4,3 mét. Kích thước này làm cho Tyrannotitan có kích thước tương đương với Giganotosaurus và Carcharodontosaurus. Không giống các loài khủng long cùng họ khác, Tyrannotitan có sự xuất hiện của các túi khí trong xương. Xương của nó rất dày đặc, kết quả là nó có thể nặng hơn một số họ hàng gần của nó, với khối lượng cơ thể từ 4,8 cho đến 7 tấn. Tyrannotitan được biết đến từ những tàn tích hóa thạch hạn chế. Tuy nhiên, hóa thạch của loài khủng long này và của những loài cùng thời với đó cung cấp thêm nhiều hiểu biết khoa học về hệ sinh thái của Nam Mỹ thuộc kỷ phấn chân muộn. Các loài săn mồi đỉnh cao như Tyrannotitan giúp chúng ta hiểu sự tương tác giữa các loài khủng long ăn thịt và khủng long ăn cỏ sống trên lục địa, cũng như động lực sinh thái tổng thể thời kỳ đó. Mặc dù Tyrannotitan không được công chúng biết đến nhiều, nhưng hóa thạch của loài khủng long này vẫn là một phần quan trọng trong câu đấu sinh thái về các cảnh quan cổ đại và sự tương tác giữa các loài khác nhau sống trên chúng. Số 3. Thợ săn cuối cùng Megaraptor. Megaraptor là một loài khủng long chân thú sống vào cuối kỷ phấn trắng ở khu vực ngày nay là Argentina. Loài khủng long này được phát hiện vào năm 1996 và được tìm thấy ở hệ tầng Patagonian, có niên đại khoảng 85 đến 93 triệu năm trước. Ban đầu khi được phát hiện, Megaraptor được xếp vào nhóm Dromaeosaur lớn và gần đây nhất. Chúng được xếp vào nhánh Megaraptora. Điều khiến Megaraptor trở thành một khám phá thú vị là vì móng vuốt mở rộng của nó giống như một chiếc liềm khổng lồ dài tận 30 cm. Hóa thạch Megaraptor đầu tiên khiến các nhà cổ sinh vật học bối rối vì không có hóa thạch nào khác vào thời điểm đó được phát hiện đại diện cho móng vuốt mở rộng của chúng. Móng vuốt ban đầu được cho là chân của một loài khủng long trị liệu lớn, nhưng phát hiện về cánh tay của Megaraptor chính là lý do khiến ngoại hình của loài khủng long này bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Megaraptor là một khám phá quan trọng đối với giới cổ sinh vật học vì nó là nền tảng cho nhánh Megaraptoridae mới. Megaraptoridae được phát hiện trên toàn cầu ở những nơi như Nam Mỹ, Úc và châu Á. Những con khủng long này được cho là có liên quan đến Tyrannosaurus hoặc Spinosaurus, và nhiều bằng chứng hóa thạch hơn có thể giúp chỉ ra mối quan hệ giữa Megaraptor và các loài khủng long khác. Megaraptor là một trong số ít loài khủng long không thường xuất hiện ở những nơi như bảo tàng, trò chơi điện tử và phim ảnh, mặc dù chúng gây tò mò cho hầu hết những người nhìn thấy chúng. Việc thiếu hóa thạch và các nghiên cứu là lý do khiến loài này vẫn còn tương đối ít được biết đến. Nhưng khi thời gian trôi qua, bí ẩn về loài khủng long này chắc chắn sẽ được khám phá. Số 4. Khủng long đầu bò Carnotaurus. Carnotaurus là một chi khủng long chân thú sống ở Nam Mỹ vào giai đoạn hậu kỷ Preta, khoảng 69,9 đến 72 triệu năm trước, thuộc họ Abelisauridae, một nhóm khủng long theropod lớn ở siêu lục địa Gondwana giai đoạn hậu kỷ Preta. Loại duy nhất được biết đến trong chi là Carnotaurus sachs, được khai quật trong tình trạng khá hoàn hảo bởi nhà cổ sinh vật học người Argentina Jose Podapak tại hệ tầng La Colonia ở tỉnh Chubut, Argentina.
Carnotaurus là loài khủng long ăn thịt hai chân, có cấu tạo cơ thể tương đối nhẹ khi dài từ 7,5 cho đến 9 mét, nhưng chỉ nặng khoảng 1,35 tấn. Chi trước của chúng rất nhỏ, gần như thoái hóa, nhưng chi sau lại dài và rất khỏe. Điều này khiến chúng trở thành một trong những loài khủng long có tốc độ nhanh nhất vào thời điểm đó. Đặc trưng của loài này là cặp sừng nằm ngay trên mắt, kèm với một cái cổ đầy cơ bắp, nên được gọi là Carnotaurus. Nghiên cứu hợp sọ cho thấy, chúng có khứu giác rất nhạy, trong khi thị giác và thính giác kém phát triển hơn. Tập tính kiếm ăn của Carnotaurus vẫn còn tranh cãi khi một số nghiên cứu cho thấy chúng có khả năng săn được các loài sauropod cỡ lớn, trong khi một số khác lại cho rằng chỉ có thể ăn các con mồi nhỏ hơn. Trong loạt phim Jurassic World, loài khủng long này đã có một màn xuất hiện với ngoại hình vô cùng ấn tượng trước khi bị hạ gục bởi T-Rex. Số 5. Gã khổng lồ Argentinosaurus. Argentinosaurus nghĩa là thằng lằn Argentina, là một chi của khủng long Sauropoda sống ở Argentina. Tên chi Argentinosaurus chỉ đến quốc gia mà chúng được phát hiện. Chi khủng long này sinh sống ở Nam Mỹ vào khoảng 97 đến 94 triệu năm trước, vào cuối kỷ Preta, trọng lượng ước tính khoảng 80 cho đến 100 tấn. Mặc dù sau đó nó giảm xuống còn 60 đến 88 tấn, với mức trung bình là 73 tấn. Các nghiên cứu khác đề xuất con số tương tự, dao động từ 50 đến 100 tấn. Vì không có cách nào để xác định kích thước của nó nên câu hỏi liệu Argentinosaurus có phải là loài sauropod lớn nhất hay không vẫn chưa được biết. Nhưng có một số thông tin gần đây cho rằng nó chỉ xếp sau loài Aphicoelias, khi loài này dài từ 35 đến 40 mét, nặng từ 50 đến 100 tấn và cao khoảng 7 đến 15 mét. Các thành viên khác của nhánh Loncosauria bao gồm Argentinosaurus cũng to lớn và nặng nề như vậy. Ví dụ như Futaloncosaurus có thể dài đến 30 mét. Điều tương tự cũng đúng đối với Patagotitan, được ước tính có chiều dài từ 30 đến 40 mét và trọng lượng từ 50 đến 80 tấn. Không có gì ngạc nhiên khi nhánh Loncosauria nổi tiếng và luôn được nhắc tên trong số các loài khủng long nặng nhất và lớn nhất từng bước đi trên hành tinh của chúng ta. Bên cạnh vai trò là điểm khởi đầu để mô tả các loài sauropod khác và là chủ đề chính cho nhiều nghiên cứu khoa học, Argentinosaurus còn là một loài khủng long khá phổ biến với những người đam mê sinh vật thời tiền sử. Thân hình khổng lồ của nó chắc chắn đã đóng một vai trò quan trọng trong việc này. Hiện nay, nó được miêu tả trong nhiều cuốn sách và phim tài liệu về khủng long. Argentinosaurus cũng đã xuất hiện trong Jurassic World The Game và Jurassic World Early. Bạn có thể tìm xem nó trên các website khác mà tôi không biết. Nhưng chỉ cần nhớ là các mô tả trên các phương tiện truyền thông đôi khi có thể là không chính xác. Các loài khủng long thống trị Nam Cực. Số 1. Đế vương Nam Cực Bryolophosaurus. Bryolophosaurus là một chi khủng long theropod với một loài duy nhất là Bryolophosaurus helioti, sống vào giai đoạn đầu của kỷ Preta ở vùng đất mà ngày nay chúng ta gọi là châu Nam Cực. Tên của nó ghép từ Bryo nghĩa là lạnh giá, Lofo nghĩa là có màu và Saurus nghĩa là thằng lằn, là một cách mô tả ngắn gọn và xúc tích nhất về đặc điểm hình dáng và nơi sinh sống của chi khủng long này. Mặc dù chỉ là một chi khủng long thứ hai được phát hiện ở châu lục này sau Antarctopenta, nhưng Bryolophosaurus là loài khủng long Nam Cực đầu tiên sở hữu cho mình một cái tên. Người đã đặt tên và công bố về sự tồn tại của loài khủng long này trên tạp chí Science vào năm 1994 là giáo sư William Roy Bill Hammer của Đại học Augustana. Tuy nhiên, loài khủng long này lại mang tên của một nhà khoa học khác, đó là David Elliott, như một sự tri ân đối với người đầu tiên phát hiện được các hóa thạch của Bryolophosaurus. Mẫu vật được phát hiện có tên là FMNXBR1821, ước tính có chiều dài khoảng 6 đến 7 mét và có cân nặng từ 350 đến 465 kg. Kích thước này khá nhỏ bé so với các loại theropod ở các thời đại sau, nhưng ở giai đoạn đầu kỷ Jura, Bryolophosaurus được xem là một trong những loài khủng long có kích thước lớn nhất. Phân tích đường tăng trưởng của xương của mẫu vật FMNXBR1821 cho thấy cá thể này đã chết vào độ tuổi khoảng 15 đến 17, được xem là chưa trưởng thành. Do đó, các Bryolophosaurus khi phát triển toàn diện có thể có kích thước lớn hơn. Chi tiết về loài này, các bạn có thể tìm xem lại video phân tích chi tiết mình để ở phần mô tả video này nhé. Số 2. Lá trắng Nam Cực Antarctopenta. Antarctopenta có nghĩa là lá trắng Nam Cực. Đây là một chi khủng long với một loài duy nhất được biết đến là Antarctopenta oliveri, sống ở Nam Cực trong thời kỳ hậu kỷ phấn trắng. Đó là một loài khủng long cỡ trung bình, dài không quá 4 mét và có đặc điểm của hai họ khác nhau, khiến việc phân loại chính xác trở nên khó khăn hơn. Mẫu vật hóa thạch duy nhất được biết đến được phát hiện trên đảo James Ross vào năm 1986, tạo thành di tích khủng long đầu tiên từng được phát hiện ở Nam Cực.
nhưng lại là một loài khủng long thứ hai từ lục địa này được đặt tên chính thức sau Rhyolophosaurus mình đã nói bên trên. Giống như các loài ankylosaur khác, Antarctobenta là một loài ăn cỏ. Mặc dù bộ xương hoàn chỉnh chưa được tìm thấy, nhưng loài khủng long này được ước tính đạt chiều dài tối đa là 4m, tính từ mõm đến chóp đuôi. Rất ít thông tin về hộp sọ được biết đến, như tất cả các mảnh sọ được biết đến ở thời điểm hiện tại đều đã được hóa thạch để bảo vệ. Antarctobenta cũng đã góp mặt trong Jurassic World The Game với tư cách là một con khủng long trong giải đấu. Cần lưu ý rằng trò chơi của Antarctobenta có đuôi câu lạc bộ mà ở Antarctobenta thật sự chưa được biết đến. Vì đặt các bẫy xương trên cơ thể của mô hình phần lớn chỉ mang tính suy đoán, vì các nhà khoa học chỉ tìm thấy 6 loại bẫy xương khác nhau cùng với bộ xương còn lại của Antarctobenta và rất ít loại có khớp nối với bộ xương. Antarctobenta cũng đã xuất hiện trong Prehistoric, Planet và Ice Wars. Vừa rồi là những đại diện nổi tiếng còn lại thống trị các châu lục của thế giới khủng long. Các bạn thấy sao về các loài này? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu có thông tin cần đến chính cũng đừng ngần ngại bình luận bên dưới luôn. Còn một chuyện nữa là nhớ bấm like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những content thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.